Chào mọi người, quay trở lại với kênh bán hàng Ruột Nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số hội của em nha, 0334830843. Rồi, em cập nhật mấy món hàng đã bán hay chưa ở dưới cái tiêu đề của cái video này ha. Mọi người liên hệ thì xem qua cái phần mô tả để coi bán hay chưa cái món hàng đó. Rồi, để theo dõi cái video mới của em thì mọi người bấm vô cái nút đăng ký kênh giùm em ha. Nút đăng ký kênh. Rồi, hôm nay là cái video thứ 74 ha. Đây, đầu tiên là cái kìm Fujiya. Đây là cái kìm đa năng. Đây là ba cái đầu bấm code của nó. Nhật sản xuất ha. Cái kìm này là nó chưa có sử dụng nha mọi người, chưa qua sử dụng. Đây còn nguyên ha, chưa qua sử dụng luôn. Fujiya của Nhật, kích thước nè 20 cm ha. Rồi, kìm đa năng Fujiya của Nhật có mã là 7401 nha, giá bán 400.000. Tiếp theo là cây kéo, cây kéo cắt hình đây, hình nó như cái lưỡi nè. Kéo này thương hiệu của Mỹ mọi người. Đặc biệt cây này là nó nguyên cái thân nó là bằng nhôm đúc ha, cái lưỡi thì bằng thép. Đây nó sẽ cắt ra như vậy đó, không đó, nó cắt ra như vậy nha mọi người. Đây lưỡi rất là bén. Đó. Đây. Nó cắt ra cái hình chích chắc vậy, như găm cưa vậy. Tay kích thước nó nè, 20 gần 27 cm ha. Kích thước chiều dài của cái lưỡi là 9.5 cm. Đây, lưỡi bằng thép. Đây là lưỡi thép hai lớp ha. Đây hai lớp nè. Thiết kế rất là đặc biệt. Lưỡi còn nguyên nha, chưa mòn gì hết. Gần như chưa sử dụng. Đây có viên bi để cắt nó trơn tru nè. Im. Đó. Lưỡi này mình mở ra được luôn nè. Mở lưỡi ra mài hoặc là vệ sinh đó. Rồi, cái kéo cắt hình răng cưa này có mã là 7402, giá bán 400.000. Tiếp theo là một cây hước kẹp. Đây là cây hước kẹp của Nhật, thương hiệu là NSK. Đây. Một 150 mm ha, chiều dài của hước có thể kẹp được. Cái cây này là nó bị gãy ốc rồi nha mọi người, nên mình bán giá rất là rẻ.
nó gãy con ốc để cố định lại ở đây nè, nhưng mà mình xài thì xài như vậy vẫn ok. Đây ví dụ đo vậy, mình đọc chỉ số ở đây nè, không cần dùng đến con ốc. Đây là mũi nó nè, sử dụng rồi nên nó có mòn đi nè mọi người. Còn dưới đây thì còn nguyên, đây còn nguyên phẳng. Rồi cây hước kẹp này có mã 7403 ha, giá 250.000. Tiếp theo là một cây cắt ton của Mitsubishi. Đây thương hiệu của Mitsubishi ha, Mitsubishi nội địa Nhật ha. Đây thương hiệu nó bằng tiếng Nhật luôn nè, nội địa Nhật. Kéo lưỡi còn rất là ok, cắt ton ngọt luôn. Đây kích thước của cây cắt ton 26 cm nha mọi người. Lưỡi nó nè, cái này mình cắt ton độ khoảng 1 ly trở lại ok. Rồi cái cắt ton này có mã 7404 nha, giá 350.000. Tiếp theo là một cây cờ lê đa năng của hương hiệu là Top. Đây Top Nhật ha. Đây là cái răng lưỡi nè. Cái này nó chuyên dùng để kẹp ống ha. Mấy ống mình kẹp vậy nè mình siết, hoặc là mấy con tán lớn cũng được. Đây kích thước nó nè, kẹp được nhỏ nhất là 10, cái ống 16 ha, to nhất là 32, kẹp từ 16 đến 32 nha mọi người. Rồi cái cờ lê đa năng này có mã 7405 nha, giá 200.000. Tiếp theo là một cây mỏ lết của Super Tool. Này miệng nó nè, Super này thương hiệu này nó sản xuất đồ rất là tốt, thương hiệu nổi tiếng của Nhật luôn. Đây nó mở to nhất nè, được 36, kích thước cây này là 24 nha mọi người. Rồi cái mỏ lết Super này có mã 7406 ha, giá bán 300.000. Tiếp theo là một cái cây dầm thịt, dầm thịt nè mọi người. Này là nó bằng thép, nó mạ cái chống sét lên ha, chống dính chống sét, thép đúc. Đây hương hiệu nó nè, kích thước cỡ 20 mọi người. Cái đầu này có kích thước là 45, 4.5 phân á, là hình vuông, rất là nặng tay, cho mình dầm thịt rất là ok. Rồi cái cây này có mã là 7407 ha, giá bán 200.000. Tiếp theo là một cây hứa ke gốc 45 độ và ke gốc vuông luôn, 90 độ nè, góc này góc 45.
cm, đo cm luôn, đến 10 cm nè, 0 đến 10. Đây hai mặt luôn. Đây kích thước nó cỡ 20 ha. Rồi cái thước IKEA này có mã 7408 nè, giá 200.000. Tiếp theo là một cây IKEA vuông của Tajima. IKEA bằng nhôm. Này. IKEA này góc vuông ha. Đây, mọi người xem ha. Cây này thì nó sử dụng rồi nè. Nên nó đen đây. Có mòn ở đây nữa nè. Của thương hiệu Tajima của Nhật. Nhôm rất là dày. Đây. Cái đế này để kè vô gỗ nè, kè vô bàn á. Kẻ đường vuông lên. Rồi cái kè góc vuông này có mã là 7409 ha. Giá 200.000. À cuối cùng là một cây thước thước cuộn 10 m. Đây, 10 m rất là đẹp. Bên đây là hệ in ha. Một bên hệ in, một bên hệ mét luôn. Đây hệ mét nè. Đây hệ in. Đó, 6 in nè. Dây này rất là chắc, khỏi sợ đứt nha mọi người. Rất là chắc luôn. Xài tới nát cái thứ mà nó chưa có đứt dây đâu mọi người. Rồi cái thước này có mã là 10 m ha. Thước 10 m có mã 7410, giá 200.000. Rồi em kết thúc cái video ở đây ha. Cảm ơn mọi người.